anh đi mua bánh mì với xúc xích. Lần đầu tiên tụi mình đến Saarbrücken. Cái này thì người ta gọi là rễ đen nhưng mà mình không biết nó là cây gì. Xin chào cả nhà, hôm nay tụi mình đi đến thành phố Saarbrücken. Saarbrücken thì cách nhà mình khoảng 300 km. Thì hôm nay có mình với anh đi thôi, tại vì Kevin với Châu thì đến nhà bạn á. Hello, chào. Từ nhà mình đến Saarbrücken thì khoảng 300 km, và mình chạy vừa nghỉ chắc là khoảng 3 tiếng. Mình đi từ nhà là 8 giờ sáng để xem là đến đó thì mấy giờ ha. Hôm nay đường đông nên trên đường cao tốc người ta chỉ cho phép chạy tối đa 120 km một giờ thôi. Đường cao tốc này người ta mới sửa xong, mặt đường nhìn còn màu đen. Giao thông đường bộ ở Đức rất thuận tiện. Khi mà mình di chuyển từ nơi này đến nơi khác thì mình có thể sử dụng phương tiện công cộng hoặc là mình có thể tự lái xe. Tự lái xe thì mình có thể đi đường cao tốc hoặc là đường quốc lộ, cho nên là chạy cũng rất nhanh. Từ nơi này đến nơi kia cách mấy trăm km thì mình chỉ cần mấy tiếng đồng hồ là tới. Ở đây ấm nên là bây giờ mình thấy ở đây hoa cải vàng đã nở rồi nè. Chỗ mình thì hoa cải vàng mới chỉ ra nụ thôi. Xe chạy trên cao tốc thì cũng không có tốn quá nhiều xăng. Xe mình sử dụng dầu thì thường mà đi trên cao tốc là 100 km hết khoảng 5 lít dầu. Khu vực này người ta trồng nhiều nho lắm cả nhà. Mình thấy hai bên đường á có nhiều ruộng nho. Mà ở đây ấm nên là mình thấy hoa nở quá trời luôn, hoa lá cành. Ui, nhìn hai bên đường đẹp quá cả nhà ơi. Trắng nhiều tại vì hoa mận á. Mình vừa ra khỏi đường cao tốc, bây giờ đi trên đường quốc lộ. Mình đang chạy ở trên đường gọi là B10. Đường này người ta đang sửa nên cho phép chạy tối đa 50 km một giờ. Bình thường đường quốc lộ thì được phép chạy 100 hoặc là 120. Đây khu vực này ấm nè, quá trời những cánh đồng nho luôn. Nho thì bây giờ chưa có thấy lá, chưa có thấy lá, chưa có thấy nụ nho. Bây giờ thì nhìn giống như là cái cành cây khô vậy đó. Wow, trời ơi, những cái đồi nho kìa, quá trời đẹp luôn. Nhìn ở ngoài đẹp lắm cả nhà ơi, quay vào video thì nó không có rõ. Đức thì người ta trồng nho là để làm rượu thôi. Còn nho mà để bán trong siêu thị mà để ăn là toàn nho nhập thôi. Mình ở nhà mình trồng nho để ăn thì nói chung là nó cũng không có ngon bằng nho trong siêu thị đâu. Cũng có cái loại nho ngon nhưng mà năng suất của nó không có cao. Còn nho mà người ta bán là chủ yếu người ta nhập từ Mỹ nè, từ châu Phi nè. Da sieht man die Wolke, guck mal. Ở đây nhìn phía trước cái ngọn đồi kia, trên kia là mây hay sương mù gì đó, bồng bềnh. Tới đây là đường hầm Barbarossa. Đường hầm này ở bên một quả đồi. Đường hầm ở đây thì cứ cái đoạn đầu với đoạn cuối họ để giống như là cửa sổ vậy đó. Mình có thể nhìn thông ra ngoài. Trời ơi, đẹp chưa? Một bên là tường, còn một bên là trống. Schön kìa. This is so wie...
đi đi tới đây thì anh đi nó chắc thôi dọn về đây, cứ đi tới đâu đẹp là lại muốn chuyển về đó ở. Ở đây nhiều rừng cây rồi kiểu như là ấm hơn á. Anh đi thì thích rừng cây đồi núi. Lại tới lại tới chui đường hầm tiếp. Tại vì ở đây nhiều đồi núi nè. Mình chạy ra đây để dừng lại nghỉ một chút. Mình dừng chân nghỉ ở đây. Ở đây thì là đường quốc lộ, nhưng mà người ta cũng có chỗ đậu xe bên đường cho mình dừng lại nghỉ. Đây người ta có để cả bàn ghế để cho mình ngồi, mình nghỉ thì mình có thể ăn uống ở đây. Xe tải thì họ đổ ở bên kia đường. Ở đây là cách Saarbrücken 70 km. Rời đường quốc lộ thì lại đến đoạn đường cao tốc. Giờ thì mình đã đến thành phố Saarbrücken. Saarbrücken là thủ phủ của tiểu bang Saarland. Saarbrücken có diện tích là 167,52 km² và cư dân là 182.000 người. Mình vào bên trong thành phố Saarbrücken để mình đi chợ. Giờ mình tìm chỗ đậu xe. Thì từ nhà mình hôm nay mình đi đến Saarbrücken á, mình đi và mình cũng nghỉ ở giữa đường khoảng 15 phút. Thì mình đi hết là 3 tiếng rưỡi. Hôm nay trên đường cao tốc cũng đông xe cho nên chạy chậm. Mình vào nhà xe đậu xe ở đây là đậu ở trên túp trên cao trên sân thượng. Trung tâm thành phố Saarbrücken. Ở đây người ta làm rào kẽm gai này. Ra cửa. Bây giờ tụi mình đi vào chợ nha. Chợ trời, mình thích đi mấy chợ trời á. Và người ta nói là ở đây là chợ gọi là Bauern Markt, tức là chợ nông sản, chợ của người nông dân họ đem đến họ bán á. Mùa này thì người ta trồng hoa tulip rồi hoa những cái loại hoa mùa xuân. Đây là chỗ để xe đạp, nhưng mà xe đạp á thì phải có khóa lại ha, chứ còn nếu mà để không là cũng mất nhanh lắm á. Xe đạp ở Đức thì người ta luôn luôn cầm theo cái ống khóa. Hả? Vô, links right. Yeah. Yeah. Chợ trời thì thường người ta hay bán ở sân của nhà thờ. Đây vào chợ này, cái chợ này chắc là không lớn lắm ha. Thank you.
Bên này người ta bán mật ong, bán hoa. Hả? Dạ. Dạ. Trái cây. Cam ở đây bán cũng rẻ, 3,90€ một kilo. À, cũng mà đa sùm bố về kịp áo. Ở đây người ta bán trái cây, người ta có cắt ra cho mình ăn thử nữa nè. Bên đây là người ta bán trứng gà. Trứng gà thì bây giờ người ta sơn màu, tại vì giờ là tới lễ Phục Sinh á. Lễ Phục Sinh thì người ta bán rất nhiều trứng luộc và sơn đủ các màu. Người Đức đi chợ trời họ hay xách theo cái túi vải để mua cái gì thì cho vào túi, cũng giống như là ở Việt Nam mình xách giỏ đi chợ. Trái cây, măng tây. Măng tây 19,50€ một kilo, tức là hơn 500.000 đồng một kilo. À, chợ này đặc biệt là người ta bán trái cây thì người ta cắt miếng ra cho mình ăn thử. Bên đây là bánh mì các loại. Bánh mì này người ta cũng nướng xong người ta đem ra người ta bán. Đây là tiệm thịt. Hả? Bên đây thì người ta bán các loại xúc xích. Pork, cái fish. Ở đây là người ta bán các loại nấm. Các loại nấm khô. Bên đây là rau củ quả. Chợ này kiểu như là người ta những cái gian hàng nhỏ nhỏ, người ta bán ít đồ thôi. Cái rau này là rau, nó giống như là bạc hà nhưng mà nó chua lắm cái nhỉ, gọi là rhabarber. Cái này tốt chưa? Cái này thì người ta gọi là rễ đen nhưng mà mình không biết nó là cây gì. Schwarzwurz. Hả? Khoai tây. À sao? Khoai tây này. Bên đây thì hoa lá. Bên đây là salad này cả nhà. Cái loại salad này dễ trồng lắm này. Salad này ăn cũng ngon. À, đây người ta bán cái gì ta? Bồ công anh. Đó, người ta bán bồ công anh này cả nhà. Bồ công anh người ta cắt cả cây á, hoa của nó này. Em về trồng. Yeah, so klein and süß mark. Chỗ này là người ta trồng, người ta bán những cái loại cây để mình đem về trồng. Salad, su hào. Rồi cái gì? À, đây có ngò nữa nè. Dạ. Bá tôi cứ. Ngò rau thơm người ta bán 3€ một chậu, mình mua về mình trồng được. Đây là cây su hào giống, người ta bán 35 cent một cây. Salad cũng vậy nè, salad cũng 35 cent một cây. Tức là khoảng 10.000 đồng một cây.
Đây hành lá người ta bứng nguyên bụi người ta bán luôn này. Một bụi này là 4 euro. Tỏi gấu này cả nhà. Tỏi gấu này người ta bán để đem về trồng. Cái này nó cũng ra hoa rồi á. Khu vực này cũng nhiều hàng quán. Ở đây là công ty bất động sản, người ta đang bán nhà này. Một căn hộ 84 m². Ở tầng trên cùng. Giá là 149.000 euro. Còn ở dưới đây là nhà nguyên căn. Nhà nguyên căn 138 m², cả đất vườn là 365 m², giá 379.000 euro. Anh đi mua bánh mì với xúc xích. Anh đi thích ăn cái xúc xích mà gọi là currywurst. Xúc xích người ta làm với sốt cà ri. Một cái phần xúc xích với lại sốt cà ri này là 3,40 euro. Bacon da sua đó. Người ta kèm theo một cái bánh mì nhỏ cho mình ăn. Thường thì thuê sạp để bán ở chợ như thế này thì người ta phải trả theo mét á. Người ta phải trả theo mét vuông, một mét vuông là bao nhiêu tiền và người ta thuê theo tháng. Ở gần chỗ mình thì mình thấy là người ta ký hợp đồng, người ta thuê theo năm. Cái này không phải là của tư nhân mà là của thành phố á. Chợ nhỏ xíu, tụi mình đi một chút xíu là hết chợ rồi. Bây giờ thì tụi mình đi một vòng ở đây. Bên đây có cái nhà hàng nhỏ nhỏ, người ta để bàn ghế ngoài. Nhà hàng Thái. Ở đây khá yên tĩnh luôn á. Chỉ có mình vào trong chợ thì đông đông người một chút. Còn đi qua cái đường bên này là thấy khá yên tĩnh. Chim hót líu lo. Ở đây có nhiều căn nhà người ta xây gạch ngày xưa mà kiểu như là như ở mình gọi là không có tô á cả nhà, để gạch vậy luôn. Khu vực này nhiều quán ăn cà phê rồi nè. Đây người ta trồng cái cây gì mà người ta để cho nó bám vào tường nhà. Nhà thờ ở đây lớn quá chừng luôn. Trong khuôn viên thì có nhiều tòa nhà nhỏ nhỏ nhỏ. Ôi hoa ở đây nở nè cái nhà ơi, hoa anh đào. Lần đầu tiên tụi mình đến South Brooklyn. Yeah. Aber ist das normale Wohnhaus auch oder nicht? Ah. Khuôn viên nhà thờ rộng lớn. Ở trên những cái cây kia quá trời tổ quạ đó, cho nên là những cái chiếc xe mà người ta đậu ở đường này nè. Quạ nó ị đầy lên nóc xe luôn. Xe scooter điện người ta cho thuê. Đây.
đây mùa hè là người ta để bàn ghế ở ngoài này để ăn uống, cho nên là người ta có để dù này. À sao? Đây là tòa thị chính. Ồ, tòa thị chính lớn chưa? This is Eingang, đó. Cửa đi vào. Qua tới bên đây thì đông đúc. Trung tâm có mấy nhà thờ luôn, nhưng mà nhà thờ này là mình thấy có tháp cao nhất nè. Đi một vòng rồi bây giờ tụi mình đi ra lấy xe. Mình vào trong trung tâm mua sắm Karstadt. Ở đây thì chung vách với nhà đậu xe. Và ở bên trong trung tâm này thì có nhà vệ sinh, nên nếu như mà ai đi bên ngoài mà không tìm thấy nhà vệ sinh thì có thể đi vào trong này và sau đó thì đi thang máy xuống tầng hầm để lấy xe luôn. Ở đây mình trả tiền thì mình đậu gần một tiếng thì người ta tính là 4 euro. Đường phố ở đây người ta trồng khá nhiều hoa hai bên đường và nhiều cây cối. Nhưng mà bây giờ còn lạnh á, nên là cái lá cây nó chưa có ra, cho nên nhìn thấy cái cành cây trơ trụi giống như là cành cây khô. Ở đây có nhiều tòa nhà cổ. Đến chỗ bạn mình ở. Ở đây là cách biên giới Pháp khoảng 25 km. Con ốc này nhìn giống như là con ốc hương, gần gần giống như ốc hương á. Còn con này là giống như là con nghêu đúng không? Ở đây là khu công nghiệp. Mình đến nhà bạn chơi, bạn làm rất nhiều món ăn để đãi hai vợ chồng mình. Nhưng mà mình lo nói chuyện, lo chơi cho nên là mình không có quay video lại. Xong rồi ăn xong thì tối hơn 8 giờ tụi mình lại chạy trở về nhà. Vì mình không gửi được Sarah nên không có ngủ lại qua đêm ở nhà bạn. Kevin với Joe thì hai anh em ngủ ở nhà bạn.
Thế là tụi mình chạy về. Hôm qua mình đến nhà bạn xong rồi đi về nè. Bạn xếp cho một túi hải sản, nào là ốc, ốc nè, trời ơi quá trời luôn, hàu nè. Đó, và mình về khuya xong rồi mình cất cái túi này đi thôi, mà bây giờ mình dở ra mình mới thấy quá trời đồ, trời ơi. Tới nhà đã. Cái này là con sò. Rồi cái này là cá. Trời ơi. Tôm hùm. Mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà, và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.